bình yên để thấy thân an. Và rồi thời gian cứ thế trôi qua dần, lòng thật thành thơi người ơi tuyệt quá. Vậy mà từ lâu mình cứ lang thang hoài, rồi ngồi càng lâu sẽ thấy tâm an, tĩnh lặng ngoài trong và thấy thân tan dần. Tuyệt vời làm sao bình an tình giang, càng ngồi thật lâu càng thấy tâm yên lặng. Một lần vào sâu trong núi cao xa, lặng ngồi thật yên giữa chốn hoang vu này, lòng thật bình an giữa mây và núi. Chợt mình nhận ra một chú nai bên mình, vào trong cũng thấy tâm an bình. Liền chợt nhận ra mình không cần tránh, dù là ở đâu mình hãy quay tâm sẽ đem cống hiến cho cuộc.